Sớm chưa, sớm chưa? Xong rồi phải không? Rồi, chúng ta vỗ tay. Rồi, chúng ta nhắc lại một lần nữa. Thấy không? Một lần nữa, chúng ta sống không chỉ nhờ bánh, nhưng mà nhờ vào mọi lời nói ra từ miệng Đức Chúa Trời. Đó. Và chính Đức Chúa Trời Ngài đã phán với chúng ta như thế nào? À, lời đã nói ra từ miệng ta sẽ chẳng bao giờ trở về vô ích, đúng không? Nhưng mà sẽ làm trọn điều ta muốn, đúng không? À, sẽ hoàn tất công việc ta giao. À, như vậy thì lời Chúa luôn luôn là có kết quả. À, như vậy chúng ta sẵn sàng lắng nghe phải không? Hôm nay đáng lẽ là chúng ta đi dã ngoại bí tích như thế này, phải không? À, là để là chúng ta vui chơi thưởng ngoạn những cái này chứ gì? Có không? Có chứ, đúng không? Nếu chúng ta ngồi trong một phòng tối, chúng ta không có thể sinh hoạt thoải mái được, đúng không? Cho nên Chúa ban cho mình có cơ hội, có điều kiện để mà đến một nơi có những cái phong cảnh thoải mái, đúng không? Có dưỡng khí, có gió biển mặn, làm cho mình rất là sảng khoái, khỏe khoắn. Con người là một gì? Một tâm linh, đúng không? Có một linh hồn và ở trong một thể xác. Như vậy thì nếu chúng ta cái gì cũng nói tâm linh, cái gì cũng tinh thần, mà bây giờ thí dụ cái bụng ta đói quá thì quý vị có ngồi nghe giảng được không? Hơi khó phải không? Mệt mỏi quá có nghe giảng được không? Không. Cho nên chúng ta tạ ơn Chúa, tại vì Chúa đã ban cho chúng ta có một cái điều kiện, đúng không? Ngày hôm qua và ngày hôm nay chúng ta sinh hoạt với nhau rất là tuyệt vời. Đồng ý không? Một lần nữa vỗ tay hoan nghênh Chúa. Đó. Và bây giờ như thế thì chúng ta nhớ lại cái thời mà Chúa nói về thời ông Noe đó. À, người ta ăn uống cứ gã, không phải chỉ đi chơi biển này đâu. Vui chơi, ăn uống cứ gã, làm đủ mọi thứ hết. À, và người ta không có hay biết một cái điều gì sẽ xảy ra cho tới khi mà nước lụt tràn đến. Phải không? Thì khi đó chạy có kịp không quý vị? Rồi cửa tàu đóng lại, rồi có mở cửa tàu chạy vô không? Hay là năn nỉ ông Noe, ông ơi ông mở cho tôi lọt vô một cái không? Đó. Cho nên chúng ta cũng vậy, mặc dầu chúng ta vui chơi nhưng mà chúng ta phải nói như Phao-lô là anh em phải biết rằng anh em đang ở trong thời kỳ nào. Có đúng vậy không? Cho nên đây chỉ là những cái phương tiện để giúp cho chúng ta thoải mái, sinh hoạt, thông công với nhau, đúng không? Và kết nối cái tình yêu thương. Chúa thành lập hội thánh là như vậy, chứ không phải thành lập để mà có một cái đám người ô tạp lúc nào cũng xung đột, lúc nào cũng chống đối hay là chà đạp lẫn nhau, đúng không? Nhưng mà để chúng ta học tập và chúng ta kinh nghiệm, biết được cái tình yêu thương ở trong Đấng Christ là như thế nào. Như Chúa nói là nếu mà trong anh em có sự khích lệ nào, trong Đấng Christ có sự khích lệ nào, trong tình yêu thương có sự an ủi nào, và trong Thánh Linh có sự thông công nào, thì anh em hãy hiệp nhất với nhau, đồng tình yêu thương mà làm cho tôi được vui mừng trọn vẹn, thấy đúng không? Đó, như vậy thì chúng ta hãy hiểu rằng cái mục đích của cái việc đi picnic, việc dã ngoại của chúng ta là như thế. Và bây giờ hôm nay cái đề tài mà tôi muốn chia sẻ với tất cả anh em ngày hôm nay là một cái đề tài mà có thể nhiều người cũng không thích thú gì mấy. Mình đang vui chơi mà không ngồi không nói chuyện gì á, không? Nhưng mà tôi vẫn không vì lý do đó mà không chia sẻ, không? Cũng như ông Noe nói ra bị người ta cười, không? Người ta cứ nói trời ơi, trời đất vẫn y nguyên mà mấy ông nói toàn cái chuyện gì đâu. Nhưng mà ổng vẫn nói, nhưng mà cái điều rất tiếc là rất nhiều người đã không nghe và cái hậu quả mình đã thấy rồi đó. Thì hôm nay cái đề tài mà chúng ta được nghe với nhau là như thế này. Chúng ta phải làm gì trong khi chờ đợi Chúa đến? Mà một câu hỏi đặt ra, có chắc gì Chúa đến không quý vị? Chắc chắn. Làm sao chúng ta biết chắc được? Lời Chúa, đúng không? Nhưng mà có rất nhiều người vẫn không tin lời Chúa, thậm chí họ nhạo báng, thậm chí họ giễu cợt nữa, có đúng vậy không? Nhưng mà Chúa dạy chúng ta gì? Có nên ngồi cùng chỗ kẻ nhạo báng không? Không, chúng ta là những người không bao giờ ngồi cùng chỗ của kẻ nhạo báng, đúng không? Như vậy thì chúng ta
sẵn sàng để mà chúng ta nghe lời Chúa, nghe chính lời của Ngài nhắc nhở, Ngài nhắc về lời hứa của Ngài, Ngài nhắc những cái việc gì mà sẽ xảy đến, Ngài nhắc chúng ta về những cái điều cần thiết mà chúng ta phải làm, phải thực hiện trong khi chờ đợi Ngài đến. Thì bây giờ chúng ta nhớ rằng khi mà Chúa Giêsu còn ở các môn đồ trong 3 năm rưỡi chức vụ đó, phải không? Những cái ngày cuối cùng Ngài ở với các môn đồ đó, và Ngài đã hứa gì với các môn đồ? Ta đi để ta sống cho ta đi. Có nghĩa là trước đó thì Chúa đã nói 3 lần, nói cho các môn đồ biết là Ngài sẽ phải chịu khổ ở trong tay Pôn-sơ Pi-lát, phải không? Chịu khổ vì các thầy thông giáo, vì các trưởng lão, chịu sỉ nhục, chịu đánh đập, rồi cuối cùng chịu đóng đinh trên thập tự giá, đúng không? Và Ngài sẽ chết, 3 ngày sau Ngài sống lại. Ngài đã báo cái điều đó, đó. Và chính Chúa đã trấn an các môn đồ, vì lúc đó lòng các môn đồ rất là hoang mang và lo sợ. Ngài trấn an và Ngài ban cho môn đồ một cái lời hứa chắc chắn để họ vững tâm mà có thể trung tín với Chúa trong mọi hoàn cảnh. Chúa nói rằng trong nhà cha ta có nhiều chỗ ở. Và khoan, tôi xin lỗi, cái đầu tiên là Chúa trấn an các môn đồ. Chúa nói là lòng các con chớ hề bối rối. Hãy tin ở Đức Chúa Trời mà cũng hãy tin ở ta nữa. Trong nhà cha ta có nhiều chỗ ở, nếu mà không phải vậy thì ta sao ta lại nói với các con rằng ta ra đi để sắm sẵn, để chuẩn bị cho các con một chỗ. Và khi ta đã đi và đã chuẩn bị rồi, ta sẽ trở lại đem các con đi với ta, để ta ở đâu thì các con cũng ở đó. Đó, Chúa đã hứa như vậy đó. Và chúng ta nhớ lại Chúa Giêsu là ai nhỉ? Chúa Giêsu có phải là Đức Chúa Trời nhập thể làm người không? Để Ngài sống với chúng ta không? Có đúng vậy không? Như thế thì Đức Chúa Trời có thành tín không quý vị? Đức Chúa Trời là thành tín. Và chúng ta tin tuyệt đối vào lời của Ngài. Đó. Và chúng ta thấy rằng bàn bạc trong Kinh Thánh, tất cả các sứ đồ đều giữ vững cái niềm tin đó, ngoại trừ những cái giáo sư giả, đúng không? Tiên tri giả, ngoại trừ những cái kẻ nhạo báng. Còn ngoài ra tất cả các sứ đồ đều vững vàng, họ nắm chắc cái niềm tin này và họ dạy dỗ cho tất cả các tín hữu để họ biết rằng chúng ta đang sống và chờ đợi ngày Đấng Christ trở lại. Có phải như vậy không? Đó. Và chúng ta đọc ở trong thư Hebrew, sứ đồ Phaolô đã nói như thế nào? Theo như đã định thì loài người phải chết một lần rồi chịu phán xét. Và ông nói thì cũng vậy. Đấng Christ đã dâng mình chỉ một lần, một lần một, không có lần thứ hai, quý vị đừng có chờ đợi lần thứ hai. Dâng mình chỉ một lần một để xóa bỏ tội lỗi của nhiều người. Đó, xóa bỏ tội lỗi của nhiều người, chứ không có nghĩa là tất cả mọi người đều được xóa bỏ, vì nếu chúng ta không tin thì chúng ta vẫn cứ tiếp tục hư mất. Đó, đúng vậy không? Đó, Ngài lại sẽ hiện ra lần thứ hai, không phải để cất tội lỗi đi nữa, nhưng mà để ban ơn cứu rỗi cho những kẻ không chờ đợi Ngài. Trẻ xin danh Ngài mà thầy. Nó sai hả? Sai. Thôi, chỉnh lại, nhờ có bên La chỉnh lại. Thôi, xin đính chính. Để ban ơn cho những kẻ trông đợi Ngài lần này thì đúng chưa? Đúng chưa quý vị? Đó, ban ơn cho những kẻ trông đợi Chúa. Không phải tất cả mọi cơ đốc nhân đều sống trong cái sự trông đợi Chúa, trong tinh thần trông đợi Chúa đâu. Đó là lời cảnh giác của tôi. Nhưng mà Ngài đến để ban ơn cho những kẻ trông đợi Ngài. Ngài hiện ra cho những kẻ trông đợi Ngài. Đó. Và chúng ta có thể thắc mắc, tất cả chúng tôi đã tin Chúa, nhiều người tin Chúa mấy chục năm thì đã được cứu rỗi rồi, mà tại sao là Chúa lại phải hiện ra lần thứ hai để ban ơn cứu rỗi một lần nữa sao? Có phải vậy không? Thì tôi cũng tiện đây xin giải thích luôn. Đó. Là chúng ta phải hiểu cái sự cứu rỗi không phải là một cái biến cố xảy ra một cách nghĩa là nhất thời hay là đột xuất. Nó là một cái tiến trình
Đó, cho nên khi chúng ta ăn năn và đến tin nhận Chúa Giêsu, chúng ta tiếp nhận Ngài làm cứu Chúa và Chủ ở trên đời sống của chúng ta, thì chúng ta được trở nên con Đức Chúa Trời. Kinh Thánh nói vậy phải không? Được quyền trở nên con của Đức Chúa, Chúa Trời. Chúng ta thuộc về vương quốc của Đức Chúa, Chúa Trời. Đó, cho nên cái sự cứu rỗi đầu tiên là sự cứu rỗi về phần tâm linh. Vì từ khi tổ phụ chúng ta phạm tội thì cái sự tương giao của chúng ta với Đức Chúa Trời bị gián đoạn hoàn toàn. Đó, có nghĩa là cái tâm linh chúng ta bị chết, không còn được tương giao với nguồn sống của Chúa Trời thì có nghĩa là chết. Cho nên chúng ta vẫn còn sống đây, nhưng thật đã chết là chết về phần tâm, tâm linh. Đó, như vậy thì cái sự cứu rỗi đầu tiên mà chúng ta nhận được đó là sự cứu rỗi về tâm linh. Nhưng mà tiếp theo đó chúng ta phải hiểu con người chúng ta có ba phần mà, tâm linh, tâm hồn và thân thể, đúng không? Như vậy thì cái giai đoạn thứ hai, cái mà cần được cứu đó là cái tâm hồn của chúng ta. Cái tâm hồn của chúng ta, cái gọi là cái linh hồn này, nó gồm có ý chí, tình cảm, cảm xúc và có tâm trí. Và tâm trí, người ta nói cái tâm trí là một cái chiến trường mà qua đó, cái cuộc chiến nó sẽ kéo dài trong suốt đời sống của chúng ta. Thánh Linh cũng làm việc và phán với chúng ta qua tâm trí, mà ma quỷ nó cũng như thế, nó cũng hành động, nó tấn công, nó bắn những mũi tên lửa là vào tâm trí của chúng ta. Cho nên chúng ta cần phải được trải qua một cái giai đoạn thánh hóa, gọi là thánh hóa. Đó, ở trong đoạn 1 câu 22 nói rằng nhờ vâng phục chân lý mà anh em đã thanh tẩy linh hồn mình để có được một tình huynh đệ chân thành. Vậy hãy hết lòng yêu thương nhau tha thiết, yêu thương nhau hết biết luôn. Nhờ vâng phục chân lý, chúng ta phải nghe, chúng ta tin rồi chúng ta mới vâng phục, cái đúng vậy không? Không bao giờ mà nghe giảng, không bao giờ nghe lời Chúa, không bao giờ mở cuốn Kinh Thánh ra để bụi bặm mỗi tuần cái lau sạch cái là ôm đi nhà thờ về để vô tủ lại, cái đúng không? Như thế thì chúng ta lấy gì để chúng ta vâng phục? Có biết đâu mà vâng phục ha? Cho nên chúng ta hiểu nhanh thôi thì giờ ít quá không nói nhiều. Nhờ vâng phục chân lý mà anh em đã thanh tẩy linh hồn mình để có một cái tình huynh đệ chân thành, có một tình yêu thương tha thiết. Rồi, ok. Như thế thì chúng ta phải hiểu rằng chính lời của Đức Chúa Trời, đúng không, đã thay đổi tất cả những cái suy nghĩ, cái tâm trí của chúng ta. Chính lời của Đức Chúa Trời đã làm cho cái linh hồn chúng ta được tẩy sạch, đúng không? Lời của Đức Chúa Trời đổi mới tâm trí của chúng ta. Chúng ta có muốn được đổi mới tâm trí không? Đổi mới tâm trí là gì? Là thay đổi tất cả các suy nghĩ, kể cả những suy nghĩ nền tảng từ trước tới nay, từ tổ phụ chúng ta nhồi vào từ thế hệ này thế hệ kia, Satan nó dạy chúng ta, cái ông này dạy, ông nọ dạy, ông buộc dạy, ông tiên dạy, cái gì đủ thứ hết trơn, cái đúng không? Nhưng mà tất cả những cái đó trước mặt Đức Chúa Trời nó có cái gì là có ý nghĩa không? Nó vô nghĩa, nó không có gì tốt đẹp. Cho nên chúng ta cần thay đổi tất cả những cái đường lối suy nghĩ của chúng ta bằng cái cách là suy nghĩ theo cách của Đức Chúa Trời suy nghĩ, đúng không? Chúa nói rằng ý tưởng của ta chẳng phải ý tưởng của người, đúng không? Đường lối của các ngươi chẳng phải đường lối của ta. Vì đường lối của ta cao, vì các tầng trời cao hơn đất bao nhiêu thì đường lối của ta cao hơn đường lối của các ngươi, và ý tưởng của ta cũng cao hơn ý tưởng các ngươi bấy nhiêu. Như vậy mình muốn học cái ý tưởng cao siêu của Đức Chúa Trời, hay là thôi cứ trước sau ông bà sinh sao bây giờ mình để dạy. Chúng ta cần phải đổi mới cái tâm trí này, và chính cái sự đổi mới tâm trí này nó sẽ làm thay đổi những cái tình cảm, cảm xúc chúng ta, đúng không? Đó là hệ quả. Một khi mà cái tâm trí này đầy đủ mọi thứ ô dơ, những cái tư tưởng trần tục, thì cái tình cảm và cảm xúc của chúng ta nó cũng thấp hèn, có đúng không? Nhưng mà khi cái tâm trí chúng ta được thay đổi bởi lời của Đức Chúa Trời, đúng không, là những cái gì thuộc về công chính, thuộc về sự thánh khiết, thì cái tình cảm, cái cảm xúc trong chúng ta nó cũng hoàn toàn biến đổi, và đó là sự thánh hóa, đúng không? Và giai đoạn thứ ba
cái thân thể này chúng ta thấy là đầy đủ bệnh tật, nó hay là nó hay ọe, nó hay làm khó mình đủ thứ, đúng không? Mà cái thân thể này giàu cho có tạm thời, chúng ta thấy đang tạm thời hay chết đó, đang nói đây, thở ra đây, nhưng mà không biết lát hơi thở có đi vô không, không có đúng vậy không? À, nhưng cái thân thể này vẫn cần được cứu chuộc, vì con người là một hữu thể sống, đúng không? À, đó, một hữu thể sống là gồm có một tâm linh và có một tâm hồn ở trong một thân thể, ba phần này không thể tách rời ra được. Cho nên phải có sự cứu chuộc thân thể, và đó là cái điều cuối cùng. Chúng ta đọc ở trong Philip đoạn 3 câu 20 và câu 21, chúng ta thấy nè, Sứ đồ Phaolô nói là chúng ta là những công dân ở trên trời, từ nơi ấy chúng ta trông đợi Chúa và cứu Chúa là Đức Chúa Giêsu Christ. Ngài sẽ biến hóa cái thân thể hèn mặt của chúng ta để cho nó trở nên giống như thân thể vinh quang của Ngài, và dùng quyền năng mà quy phục muôn vật. Có đúng vậy không? Như vậy thì chúng ta thấy rõ ràng ở đây cái điều mà Sứ đồ Phaolô nói, Chúa sẽ hiện ra lần thứ hai, Chúa Giêsu sẽ hiện ra lần thứ hai, không phải để cất tội lỗi đi, nhưng để ban ơn cứu rỗi. Thì cái ơn cứu rỗi này chính là cái ơn cứu chuộc về thân thể, một cái giai đoạn cuối cùng. Cho nên chúng ta có thể nói chúng ta là người đã được cứu, và hiện nay chúng ta đang được cứu, đúng không? Chúng ta đang ở trong giai đoạn thánh hóa, đang được cứu, và trong tương lai chúng ta sẽ được cứu. Chúng ta có thể nói như vậy, đó là sự cứu toàn vẹn của Thiên Chúa Trời. Trên chúng ta là tạo vật duy nhất của Ngài, có phải vậy không? Đó, và Philip đã cho chúng ta biết rằng khi Chúa đến, Chúa sẽ biến hóa, chúng ta không biết Chúa làm thế nào, biến hóa cái thân thể thấp hèn của chúng ta trở nên giống như thân thể vinh quang của Ngài. Và cái điều này nó sẽ được diễn tả một cách rõ ràng hơn. Vì tại sao mà thân thể này phải được biến hóa? Để y vậy không được sao? Nhìn vậy thấy cũng đẹp chứ, mắt mới chỉ biến hóa, phải đúng không? Thì Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 15 sẽ cho chúng ta biết. Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 15, Sứ đồ Phaolô nói gì? Này tôi tỏ cho anh em một sự mầu nhiệm, đó là chúng ta sẽ không ngủ hết. Mặc dầu đêm qua thức rất khuya nhưng mà còn không ngủ hết, đúng không? Chúng ta sẽ không ngủ hết, nhưng mà tất cả sẽ được gì? Sống tỉnh thức, được biến hóa. Đợi mình không biết biến sao, miễn có biến hóa chứ đừng như vậy nữa, đúng không? Chúng ta không ngủ hết, nhưng mà tất cả sẽ được biến hóa trong khoảnh khắc, trong nháy mắt, vào lúc tiếng kèn cuối cùng. Lúc đó nghe thổi một cái tè một cái ha, tiếng kèn cuối cùng nha, là tức là sẽ có một cái sự biến hóa mà chưa biết, để lát nói tiếp. Thì lúc bây giờ người chết sẽ sống lại. Người chết là chết ở trong Chúa đó nha, người chết sẽ sống lại, còn tất cả chúng ta sẽ được biến hóa. Tất cả chúng ta sẽ được biến hóa. Đó, như thế thì mình thấy rõ ràng là cái sự cứu chuộc của Chúa đó, khi mà Chúa Giêsu trở lại nó sẽ có, mình hãy tưởng tượng ra một cái khung cảnh đi. Khi tiếng kèn đó thổi lên một cái, tiếng kèn cuối cùng thổi lên, thành lên chúng ta thấy người chết sống lại, đi tùm lum dạo xuống Vũng Tàu á, đang ngồi tự nhiên thấy đi nhờ mình thấy lạ quá. Nhiều khi mình biết lúc đó họ mặc cái đồ gì nữa, đúng không? Đó, còn chúng ta là những người đang sống thì được biến hóa. Và biến hóa để làm gì vậy? Cái điều này sẽ được giải thích qua Tesalonica thứ nhất đoạn 4, chương 4. Đó, ở đó có hai câu nói như thế này: vì khi có hiệu lệnh ban ra và có tiếng gọi của thiên sứ trưởng cùng tiếng kèn của Đức Chúa Trời, chúng ta nghe rõ không? Có một cái hiệu lệnh ban ra, một tiếng nổ vang rền gì đó không biết, rồi có tiếng gọi của thiên sứ trưởng cùng với tiếng kèn của Đức Chúa Trời. Đây không phải tiếng kèn của thiên sứ mà chính Đức Chúa Trời thổi kèn đó, cùng với tiếng kèn của Đức Chúa Trời. Thì lúc bây giờ những người chết ở trong đấng Christ, loại trừ những người chưa tin Chúa, đúng không? Dầu ngày hôm nay đã ngồi đây mà chưa tin Chúa thì cũng không có cơ hội, có đúng vậy không? Nếu mà đúng thời điểm mà Chúa tới bây giờ mà chúng ta chưa tin Chúa thì cũng không kịp nha, không kịp. Đó, những người chết trong đấng Christ sẽ sống lại trước tiên, còn chúng ta là những kẻ đang sống mà còn ở lại
chứ không phải đang sống mà chuồn đi mất tiêu rồi, ngồi những quán bia ôm rồi ở đâu á, không chờ đợi Chúa nữa. Chúng ta là những người đang sống mà còn ở lại là vẫn còn trung tín với Chúa đó, sẽ cùng được cất lên với những người ấy trên đám mây để gặp ai ta? Gặp ai ta? À, để gặp Chúa, có đúng không? À, và như thế thì chúng ta sẽ ở cùng với Chúa luôn luôn. Vì nghe vậy thích không quý vị? À, chẳng đi sứ đồ follow nữa. Vậy anh em hãy dùng những lời này mà an ủi nhau, đừng có ủi nhau mà hãy an ủi nhau. Amen. Đó. Đó. Nhưng mà nhiều khi hồi nãy giờ mình trưng dẫn bao nhiêu những cái bằng cớ qua lời Chúa mà cũng chưa chắc là đã tin 100% á, phải không? Cho nên có nhiều kẻ nhạo báng gì dữ cợt, nói đâu nào là ngày Chúa đến. Vì từ ngày mà tổ phụ chúng ta qua đời cho tới bây giờ thì mọi vật vẫn còn y nguyên, không? Giống như là từ lúc mà mới sáng thế vậy. Họ lý luận như thế, nghe cũng mùi đó, không? Nếu mà mình không có vững vàng về lời Chúa nghe cũng mùi, đúng rồi, không? Cái gì cũng còn y nguyên, có gì đâu à. Nhiều khi nói vậy giống chuyện cổ tích thôi. À, chúng ta không có tin quyết vào cái việc mà chắc chắn là Chúa sẽ trở lại đó. Nhưng mà cái điều này không thể nào khác hơn được. Chương trình kế hoạch Đức Chúa Trời không bao giờ thất bại, không bao giờ bị phá vỡ. Những cái gì Ngài đã hứa ra, những lời phán từ miệng Ngài phải được thực hiện, và công tác của Ngài phải được hoàn tất. Cái điều đó chắc chắn như vậy đó. Cho nên sứ đồ Phi-e-rơ đã đứng lên một cách mạnh mẽ để khẳng định một lần nữa về cái sự Chúa chắc chắn sẽ đến, để rồi đánh bạc lý luận của những cái kẻ mà không tin, những kẻ nhạo báng. Chúng ta đọc trong Phi-e-rơ thứ nhất đoạn 3 câu 9 nói gì? À, nhớ không? Phi-e-rơ thứ nhì chứ. Phi-e-rơ thứ nhì đoạn 3 câu 9. Chúa không chậm trễ về lời hứa của Ngài như một số người nghĩ đâu. Không. Nhưng Ngài lấy lòng kiên nhẫn đối với anh em. Ngài không muốn một người nào chết mất, nhưng mà muốn mọi người đều ăn năn. Khi chúng ta nghe hai chữ chết mất và ăn năn là cái đầu chúng ta nghĩ mấy chưa tin Chúa, mấy người chưa tin Chúa. Đó, đúng không? Còn mình thì ăn năn lâu rồi mà. Đúng không? Chúng ta thường nghĩ là mình đã ăn năn rồi, lâu rồi, tin Chúa lâu rồi. Cái lời này tôi quả quyết là Chúa nói với chúng ta là những con cái của Ngài. Chúa nói với Hội Thánh. Cũng như chúng ta đọc 7 bức thơ mà Chúa gửi cho 7 Hội Thánh ở trong Khải Huyền đó, là 7 Hội Thánh đại diện tiêu biểu đó. Thì đều nói là hãy ăn năn, hãy ăn năn. Đúng không? Nếu mà ăn năn không kịp là có chuyện. Có đúng vậy không? Chúa nói với chúng ta đó, Chúa nói với Hội Thánh đó, hãy ăn năn. Chính vì vậy mà Phi-e-rơ thứ nhì đoạn 3 câu 9 đã nói Chúa không chậm trễ về lời hứa của Ngài những số người nghĩ đâu, nhưng mà Ngài là lấy lòng kiên nhẫn đối với anh em, không muốn một anh em nào chết mất, nhưng mà muốn tất cả đều ăn năn. Chúng ta hãy suy gẫm về điều này. Tôi không có thời gian để nói sâu hơn nữa về cái sự thế nào là ăn năn thực sự đó. Nhưng mà chúng ta biết rằng ý muốn của Chúa là tất cả chúng ta phải ăn năn đó. 7 cái hội thánh tiêu biểu đó ở trong Khải Huyền không phải là hội thánh tồi hết đâu. Những cái hội thánh như Ê-phê-sô là Chúa khen tới 6 lần lận, nhưng mà cuối cùng Chúa vẫn bảo là hãy ăn năn. Chỉ cần có một điểm thôi mà Chúa thấy không đẹp, mất lòng yêu mến, đánh mất lòng yêu mến ban đầu, Chúa bảo phải hãy ăn năn. Cho nên chúng ta hãy nghe lời của Chúa, và chúng ta hãy để cái lời đó vang vọng trong tâm hồn của chúng ta. Hãy ăn năn, hãy về suy nghĩ và để lời Chúa soi sáng chúng ta cần ăn năn cái gì. Không phải là ăn năn 1, 2, 3 cái tội gian dâm, rồi có vợ, rồi lấy vợ, thêm vợ nữa. Đương nhiên cái điều đó chúng ta phải ăn năn, nhưng mà chúng ta ăn năn cái gốc rễ tội lỗi ở trong cái bản ngã xác thịt này. Như sứ đồ Phao-lô đã nói như thế nào?
Ông nói là anh em đâu có mắc nợ xác thịt đâu mà sống theo xác thịt. Và nhiều người vẫn tiếp tục sống theo xác thịt, không bước đi theo thánh linh mà lại tiếp tục sống theo xác thịt. Cho nên ông nói tiếp như thế này, ông nói nếu anh em sống theo xác thịt thì phải chết, phải chết. Còn nếu anh em nhờ thánh linh làm chết các việc của thân thể thì anh em sẽ sống. Sống chết đây không phải là bịt mũi cho tắt thở chết, không phải vậy đâu ha. Nhưng mà chúng ta phải hiểu chết đây là cái gì. Chết đây là cái màu đen u ám cuộc đời, không là thất tình, là đau khổ, là thù hận, là cay đắng, là bệnh tật, là đủ thứ. Có đúng vậy không? À đó. Còn nếu anh em nhờ thánh linh làm chết các việc của thân thể thì anh em sẽ sống. Các việc của thân thể là gì? Chúng ta đọc trong Galati đoạn 5 câu 19. Các việc làm của xác thịt biểu hiện như thế nào chúng ta sẽ thấy: gian dâm, ô uế, luân thường, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, mê ăn ốc, à không, mê ăn uống, à mê ăn uống, cùng mọi sự khác giống như vậy. Ta nhiều quá kể không hết, nha, kể gọi là kể đại biểu thôi. À, không, mà thực tế mình thấy bây giờ người ta rất là mê ăn ốc. Tôi là thấy mấy cái con ốc ở đây nguyên cái khu vực nhà tôi là đầy hết trơn á. Mà đi nhóm đi đồ thì lúc nào cũng đủ lý do, con đau nè, rồi vợ yếu rồi gì đủ thứ hết trơn, lạ luôn. Cho nên đây là thời đại mê ăn ốc. À, mê ăn uống, xin lỗi. Bởi vậy cảm ơn Chúa lúc nào cũng có người chỉnh cho mình. Chứ mình nói chặt lát, nói bậy, nói bạ, chúng đùng đùng. Tại nói mê ăn uống đụng nhiều người lắm, thôi đừng nói. Dạ, dạ, thôi xin lỗi nha. Nếu có đụng ai thì vui lòng, tha thứ. Thầy ơi, tới bữa ăn mê ăn uống chứ không? Đụng chào quá đi về. Thôi năn nỉ mà, năn nỉ mà ngồi lại chút đi. Đó, bấy nhiêu điều để cho chúng ta một lần nữa chúng ta phấn khởi, chúng ta xác tín trên lời của Đức Chúa Trời. Chắc chắn rằng Chúa ta chúng ta sẽ trở lại, và Ngài sẽ trở lại để ban ơn cứu rỗi cho những kẻ trông đợi Ngài. À, tất cả chúng ta có phải là những kẻ đang trông đợi Chúa không? Giơ tay lên, còn ai không phải thì đừng giơ. Ồ, cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Tất cả chúng ta đều được cất lên, thấy không? Nhưng mà lên đó rồi còn một việc nữa đó, tòa án của Đấng Christ cái đó thôi không nói trong lúc này. Nhưng mà ít ra cũng mừng được vớt lên cái đã rồi tính, thấy không? Vớt lên để thoát khỏi 7 cơn đại nạn sau đó sẽ trút xuống. 7 cơn đại nạn đó là gì? 7 cơn đại nạn đó là cái sự biểu lộ cơn thịnh nộ lớn của Đức Chúa Trời trên dòng dõi không vâng phục. Đúng không? Điều đó chắc chắn phải xảy ra, không thể nào thay đổi được. À, và nếu mà Chúa không cất mình lên trước thì mình nghĩ mình có te tua không? Chắc chắn là cũng te tua, sắc bướp, cũng khổ lắm á. À, nhưng mà chúng ta cảm ơn Chúa, Chúa biết cái năng lực, cái mức độ của chúng ta. Tới lúc đó cứ trung tín đi, tới lúc đó Chúa sẽ cất chúng ta lên. À, rồi lên trời nói chuyện sao? Có gì thưa với Chúa, không nói sao nữa. Chúa ơi, tại lúc đó con yếu đuối quá, không tâm linh con thì muốn lắm, không nhưng mà xác thịt con thì nó xìu xìu ảnh ảnh, Chúa cũng thông cảm cho. Lúc đó mình lên nói chuyện với Chúa sao, không còn bây giờ chúng ta nói như vậy thì bây giờ chúng ta phải làm gì, có thái độ như thế nào là thích đáng khi chúng ta biết chắc là ngày Chúa sẽ trở lại, không thái độ chúng ta sẽ như thế nào và chúng ta phải làm gì trong lúc chờ đợi Chúa đến, đúng không? Bây giờ trước tiên có phải là chúng ta cần phải thức tỉnh không? Nếu mà chúng ta không thức tỉnh mà chúng ta cứ mê ngủ 6 giờ sáng dậy nhóm, mà 6 giờ kém 5 còn đó thôi, người ta cho lên đường hết, ta xuống đây ngồi, còn mình ở trên đó là lục đục đi vệ sinh thì tao chết rồi ha. Đó, cho nên cái điều đầu tiên là chúng ta cần phải thức tỉnh. Và chúng ta thấy trong Kinh Thánh Chúa Giê-xu luôn luôn kêu gọi chúng ta thức tỉnh, các sứ đồ luôn luôn khuyến cáo chúng ta là phải thức tỉnh, vì không có thức tỉnh thì không còn gì để nói, là chúng ta có nhiều cái cơ đi về tỉnh lẻ ở luôn rồi nha. Đó, cho nên Chúa Giê-xu ở trong Ma-thi-ơ đoạn 24, chúng ta nhớ cái đoạn 24 là Chúa muốn nói gì không?
Chúa nói về cái việc mà Chúa đến thành lình như kẻ trộm, chúng ta không biết ngày, không biết giờ, đúng không? Đó, chỉ có Cha trên trời biết thôi, chính Chúa Giêsu còn chưa biết nữa mà, đó, đúng không? Đó, và Chúa nói là các con hãy tỉnh thức vì các con không biết ngày nào, giờ nào Chúa đến, có đúng vậy không? Đó, cho nên chúng ta phải biết là chính Chúa luôn luôn Chúa cảnh tỉnh chúng ta. Và Chúa biết là chúng ta nếu mà không tỉnh thức thì lấy đâu mà cầu nguyện. Trong vườn Gethsemane các môn đồ cứ ngủ gật hoải quá mà cứ nghĩ tới chuyện mai mốt mà Chúa đi rồi mình bơ dơ thế này kia, cái nản độ rồi không còn tỉnh thức nữa. À, mà Chúa đã mấy lần Chúa gọi là các con hãy tỉnh thức. Các con không tỉnh thức với ta được một giờ sao? À, mà cuối cùng Chúa nói nè, phải tỉnh thức và cầu nguyện để các con khỏi xa trước cám dỗ. Vì tâm linh thì muộn lắm, tâm linh thì tha thiết lắm, nhưng mà xác thịt thì siêu, có đúng vậy không? Xác thịt thì siêu đó. Và chúng ta thấy sứ đồ Phaolô cũng lên tiếng một cách mạnh mẽ vậy, nói rằng anh em phải biết rằng mình đang sống trong thời kỳ nào. Đã đến giờ anh em phải thức dậy, 6 giờ rồi. Đã đến giờ anh em phải thức dậy, vì hiện nay sự cứu rỗi đã gần với chúng ta hơn lúc chúng ta mới tin. Sự cứu đó, sự cứu rỗi đã gần hơn, có nghĩa Chúa Giêsu chính là sự cứu rỗi của chúng ta. Có nghĩa là sứ đồ Phaolô muốn nói là Chúa đã gần đến rồi. Ngài đã gần đến rồi. Đó, gần hơn lúc chúng ta mới tin. Gần hơn lúc chúng ta mới tin. Đó, và sứ đồ Phaolô cũng khuyến cáo đêm đã khuya, ngày gần sáng. Chúng ta có tưởng tượng được không? Cái giao điểm giữa tối và sáng, đêm đã khuya, ngủ dậy lúc 5 giờ, ngái vẫn nhớ là 6 giờ mục sư kêu mình dậy đi nhóm, nhưng mà lúc đó quại đó, lúc đó thấy đắp cái mền nó đã, đúng không? Thì cái giờ phút đó là giờ phút mà ăn trộm dễ vô nhà mình nhất. Đêm đã khuya, ngày gần sáng. Vậy chúng ta hãy lột bỏ những việc tối tăm. Những việc tối tăm là việc gì? Thôi biết là khỏi cần giải thích ha. Lột bỏ những việc tối tăm mà mặc lấy áo giáp sáng láng, hay là mặc lấy áo giáp của sự sáng. Sứ đồ Phaolô kêu gọi anh em là hãy bước đi đàng hoàng hẳn hoi như giữa ban ngày. Nếu chúng ta làm chuyện phước lấp, nếu chúng ta sống tàu lậu, có dám bước đi một cách đàng hoàng hẳn hoi như vậy không? Có dám đi trong ánh sáng không, hay là cứ đi thấy người ta cái chùi không? Đi về cái vợ ngồi ở trong, cái mình đi cái đít lui vô trong, đúng không? Nhưng nếu chúng ta sống đàng hoàng ngay chính thì chúng ta sẽ bước đi hẳn hoi như giữa ban ngày. Sứ đồ Phaolô khuyên là đừng chè chén say sưa, đừng tụy lạp bóng đá, đừng có gây gỗ và ganh tị, đừng có ủi nhau, không? Nhưng hãy mặc lấy Đức Chúa Giêsu Christ, hãy mặc lấy lời của sự sáng để chúng ta có thể tiếp tục bước đi đó. Và chúng ta thấy rằng ở trong Ê-phê-sô đoạn 2 cũng vậy, sứ đồ Phaolô nói như thế nào? Sứ đồ Phaolô nói là Đức Chúa Trời là đấng đang hành động trong anh em để anh em vừa muốn vừa làm theo ý tốt của Ngài. Vậy thì hãy làm mọi việc không một tiếng cằn nhằn hay là lưỡng lự để anh em được trở nên gì con cái, không, để anh em được trở nên thanh sạch. không chỗ trách được và thanh sạch là con cái toàn hảo của Đức Chúa Trời, giữa một thế hệ đàng hoàng, giữa một thế hệ xảo quyệt và xa đọa, giữa thế hệ ấy anh em hãy chiếu rạng như ánh sáng trong thế gian. Chúng ta thấy rõ không? Chúng ta đã được dạy dỗ rất nhiều để chuẩn bị một cách chu đáo cho cái ngày quang lâm của Chúa. Đã đúng vậy không? Cái ngày quang lâm của Chúa. Đó. Cho nên chúng ta phải biết Chúa đến hai giai đoạn. Giai đoạn đầu tiên Ngài sẽ đến một cách ẩn nhiên. Chúa xuất hiện trên không trung đó, và Chúa rước hội thánh đi. Đó là giai đoạn cất lên mà chúng ta đã đọc trong Tê-sa-lô-ni-ca hồi nãy, Tê-sa-lô-ni-ca đoạn 4 phải không? Đó. Và giai đoạn thứ hai là Chúa sẽ xuống tại mặt đất này. Chúng ta nhớ cái hồi mà Chúa sắp thăng thiên không? Chúa được cất lên trên đám mây, cái rồi các môn đồ nhìn theo.
Thì lúc đó có một người thiên, có một thiên sứ hiện ra và nói với những môn đệ của Chúa. Nó hỏi các ông người Galilee, các ông đứng ngóng lên trời này mà làm chi? Vì Giê-xu này được cất lên giữa các ông thế nào thì Ngài cũng trở lại như cách các ông thấy Ngài lên trời vậy. Và điều đó phải được ứng nghiệm. Có đúng vậy không? Cho nên trong Khải Huyền đoạn 1 câu 7 nói gì? Nói kìa, Ngài sẽ đến với các đám mây, mọi mắt sẽ trông thấy Ngài. Mình không biết sao, thí dụ Ngài đến mà mình ở Nam Cực đây, ở Bắc Cực ở dưới Nam Cực sao thấy. Nhưng mà chúng ta nhớ đây là thời đại của truyền thông. Và khi Chúa đến là trong vòng 24 tiếng đồng hồ tất cả mọi người đều thấy Ngài hết. Cũng như mình ngồi đây chứ nhiều người cũng thấy phải không? Mấy người trực tiếp đây cũng thấy rồi, quay quay hồi cái đến hồi đem về mình đưa lên online gì đó, phải không? Thì có nhiều người thấy. Thì khi Chúa Giê-xu đến cũng vậy, cái lần mà Ngài đến ở giai đoạn thứ hai thì mọi mắt sẽ trông thấy Ngài, kể cả những kẻ đã đâm Ngài. Và Chúa nói rằng mọi bộ tộc ở trên đất này đều phải đấm ngực than khóc vì cớ Ngài, vì cớ Ngài. Đó, cho nên cái điều mà Chúa đến đó là cái điều chắc chắn. Và chúng ta hãy trước tiên là phải có một thái độ thức tỉnh. Và sau đó là chúng ta phải biết là chúng ta cần ăn năn. Khi chúng ta có sự thức tỉnh thì chúng ta mới biết là chúng ta được cần ăn năn như thế nào. Đã không thức tỉnh, đã mê muội thì không có thể nào mà ăn năn được. Cho nên ở trong Luca đoạn 21 đó, Chúa nói như thế nào? Một lần nữa Chúa nói là các con hãy thận trọng, e rằng cái sự ăn uống quá độ, cái sự say sưa, sự lo lắng đời này lòng làm cho lòng các con mê mẩn chăng? E khi ngày đó đến thình lình như bẫy sập trên các con và trên khắp cả mọi người trên đất này. Thì đường lúc đó là hết né, hết né. Đó là lời cảnh báo của Chúa đó. Cho nên chúng ta hãy thức tỉnh để rồi có thể ăn năn những gì mà chúng ta cần phải ăn năn theo sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh, theo sự bày tỏ của Ngài. Và cái đó chúng ta phải sửa soạn lại đời sống của mình đó. Một cô dâu như cô dâu Thảo chẳng hạn, cái hôm đó ngày cưới thì cô dâu phải nhờ rất nhiều người giúp đỡ, rồi phải thuê một cái thợ maquille gì đó, tôi không rành mà này làm mặt nạ gì chuyên nghiệp đúng không, sửa soạn đủ mọi thứ hết á, rồi sửa soạn những cái chi tiết này chi tiết kia để mà buổi đám cưới xảy ra một cách long trọng đáng nhớ, không có quên mấy ông thợ chụp hình đâu đó, đúng vậy không đó. Thì cái việc mà chúng ta phải trình diện hội thánh, phải trình diện trước Chúa Giê-xu khi Ngài trở lại cũng vậy. Và chính Đức Thánh Linh là đấng Ngài giúp đỡ chúng ta để chúng ta có thể, hội thánh có thể trình diện trước mặt Chúa Giê-xu, đấng sẽ trở lại không tì, không vết, không nhăn, không chỗ trách được. Nhưng nếu chúng ta không hợp tác với Đức Thánh Linh thì chúng ta thấy rằng có rất nhiều trở ngại. Đó, và lý do giờ này mà Chúa vẫn chưa đến là vậy. Cái sự chậm trễ của Ngài không phải là trễ xe đò, nhưng mà vì cớ chúng ta đó, chúng ta phải biết để chúng ta càng thêm ăn năn nữa. Và một lần nữa chúng ta cũng nhớ lại cái lời cảnh báo ở trong Phi-e-rơ thứ nhất, Phi-e-rơ thứ nhất đoạn 3 đó. Chúa nói cái khi mà Chúa đến á, Chúa sẽ đến thình lình như kẻ trộm. Và lúc bây giờ thì sao? Bầu trời lấy tiếng vang rền mà qua, có tiếng vang rền mà qua đi, mọi thể chất, mọi nguyên tố trên đất đều phải bị đốt cháy hết đó, mọi đất và mọi công trình trên đó đều bị thiêu hủy. Và sứ đồ Phi-e-rơ nói rằng vì mọi vật đều phải tiêu tán như thế, cho nên anh em càng lại phải sống một cuộc đời thánh khiết và tiên kính trong lúc nóng lòng chờ đợi Đức Chúa Trời, chờ đợi ngày của Ngài đó, nóng lòng chờ đợi. Còn nếu không nóng lòng chờ đợi thì cũng không cần phải sửa soạn lại cuộc sống của mình làm gì, đúng không? Cô dâu nếu mà không có ngày cưới đó thì cô dâu không cần trang điểm làm gì, có đúng không? Đúng không? Dẹp hết, dẹp, bãi bỏ, có đúng vậy không? Đó. Nhưng mà tất cả chúng ta phải có một sự chuẩn bị sửa soạn, từ sự chuẩn bị tâm trí để biết cái điều gì chúng ta cần phải làm, rồi chuẩn bị đời sống của chúng ta. Đó, như hồi nãy sứ đồ Phao-lô nói ở Roma đó, Roma đoạn 8 đó, thì chúng ta thấy rằng chúng ta không mắc nợ gì xác thịt để phải sống theo xác thịt đâu, hãy bước đi theo Thánh Linh. Nếu mà chú tâm vào xác thịt thì phải chết,
mà chú tâm vào Thánh Linh thì được sự sống và được sự bình an. Đó, như vậy thì chúng ta sẽ nhờ lời Kinh Thánh mà dạy dỗ cho chúng ta. Thật ra trong các sách thơ tín dạy cho chúng ta để chúng ta tổ chức một cái đời sống mới rất là nhiều, nhưng mà đây mình chỉ trưng dẫn một chỗ thôi để rồi chúng ta nghe và chúng ta có một cái động lực để về sau khi chúng ta ăn năn về đời sống chúng ta thì chúng ta theo lời của Chúa mà tổ chức một cách là có phương pháp cho cái đời sống của chúng ta, cho cái sự đổi mới. Sứ đồ Phaolô nói rằng cái điều mà thứ nhất chúng ta cần làm để canh tân, tức là làm mới, đổi mới cái đời sống chúng ta, chấn chỉnh đời sống chúng ta, điều thứ nhất là ông nói gì? Hãy lột bỏ người cũ thuộc về lối sống ngày trước, vốn bị những cái hư hỏng dối trá, vốn bị hư hỏng bởi những cái ham muốn dối trá đó. Tức là cái điều đầu tiên là lột bỏ người cũ, cái con người xác thịt, con người của gian dâm, của ô uế, của luân tuồng, của thờ hình tượng, vân vân, có đúng không? Lột bỏ người cũ như là vứt một cái chiếc áo nó dơ quá rồi, ngày hôm qua đi tắm biển chơi rồi dơ quá về lột ra, mà cái áo đó thì còn giặt lại được, còn cái áo xác thịt này thì vứt và vứt luôn, không mặc lại nữa. Lột bỏ người cũ, lột bỏ một lần và không mặc lại. Và cái đó là gì? Nhờ Thánh Linh đổi mới tâm trí của anh em, đổi mới cái suy nghĩ này. Nếu không đổi được cái đầu này thì cũng không đổi đời được đâu. Cuộc đời chúng ta sẽ vẫn cứ như cũ mà thôi, không có gì thay đổi, cũng nhăn nhăn nhó nhó, đau khổ đủ thứ. Khi vừa ý thì vui vui, còn khi không vừa ý thì cái mặt chúng ta nó giống như bánh bao chiều, đúng không? Đó, cho nên cái đầu này cần phải được đổi đầu. Đổi đầu để làm gì? Để chúng ta được đổi đời. Chúng ta có thích được đổi đời không? Đổi đời. Như vậy hãy nhờ Thánh Linh Ngài đổi mới tâm trí của chúng ta, để rồi chúng ta có một cái con người mới thực sự. Địa vị chúng ta đã là mới rồi, địa vị chúng ta là thánh, là công chính rồi, nhưng mà chúng ta phải thực sự là một con người sống công chính, thực sự là con người thánh. Chúa nói trong Phi-e-rơ rằng vì Đức Chúa Trời là thánh nên chúng ta phải thánh trong mọi cách ăn nết ở của mình. Chúng ta thường hiểu thánh theo cái kiểu mà đi nhà thờ thế này thế kia, nhảy tưng tưng gì đủ thứ, rồi không chơi với mấy người này, không chơi với mấy người kia, mấy người đó, không người thế gian. Nhưng mà cái thánh đó là cái thánh coi lại đi ha. Trước tiên hãy thánh trong cách ăn nết ở của chúng ta. Cách ăn nết ở của chúng ta phải cách khác biệt với người thế gian này, không phải là lập dị. Người thế gian này có những điều mà tốt, lương tâm họ vẫn còn cái linh quang Đức Chúa Trời, những cái gì họ cư xử tốt thì chúng ta thậm chí chưa có, chúng ta phải học họ nữa đó. Người ta biết học là câu cái gì, đi ra trường bà xã tôi thường hay nói gì, cái gì về cái sự chào hỏi đó nè, về cái sự chào hỏi đó, để nói rằng cái chào hỏi là quan trọng, cũng như kêu là tiên học lễ hậu học văn, rồi gì tiên học trễ học luôn, lời chào cao hơn mâm cỗ, mà chúng ta thường thích mâm cỗ hơn lời chào. Tôi thấy nhiều cơ đốc nhân ngày nay không phải là bị thất học gì đâu, thậm chí là đại học, nhưng mà ngay cả cái điều sơ đẳng trong việc cư xử đó vẫn chưa có đâu, thấy không? Chỉ chào những người nào mình cần, chào người nào mình quen biết, thấy không? Còn lớn nhỏ già trẻ dường như không có phân biệt gì đâu. Cái mặt cứ ngơ ngơ như ngỗng đực, cái đó tôi nói thẳng luôn, thấy không? Ngơ ngơ như ngỗng đực. Đi vào hội thánh thì hết sức cần mục sư là chỉ chào mục sư thôi, còn thấy cái ông già này cũng chả thèm ngó, ngó không được nửa mắt, tôi thấy có phần tư mắt thôi, đúng không? Đó, cho nên nó có hai trường hợp chúng ta phải điều tra ra bệnh, hai trường hợp tại sao mà có trường hợp như vậy, mặc dù đã học tới đại học mà còn cư xử như thế. Trường hợp thứ nhất là do từ nhỏ cha mẹ không dạy, có đúng không? Cha mẹ không dạy cho nên nó quen cái nếp đó rồi. Những người đó được gọi xếp vào cái nhóm là vô giáo dục. Vô giáo dục là gì? Cha mẹ không dạy. Còn nhóm thứ hai, cha mẹ có dạy mà không nghe, không làm theo, thì xếp vào cái nhóm là mất dạy. Đúng không?
Và chúng ta là Cơ Đốc nhân, đừng để mà phải bị người ngoại xét đoán về cái việc nho nhỏ đó, không? Cái chào, cái hỏi, cái thăm hỏi. Tôi gặp một đứa con nít là tôi cũng chào, mà nó chào là tôi bắt buộc tôi phải chào lại. Và thường là tôi chào trước, anh chào con. Quý vị thấy có đúng không? Tôi không phải nói mà tôi không làm. Nhưng mà cuộc sống chúng ta là phải như vậy. Chứ chúng ta không phải là khi nào chúng ta cần liên hệ làm ăn cái gì đó thì chúng ta mới chào. Ra đường thậm chí chỉ cần người ta nhìn mình một cái, tại sao mình không cười lại mình chào một cái? Đơn giản vì người ta đã nhìn thấy mình mà. Ta nhìn người ta cũng có thấy lọ nghẻ gì trên mặt mình thì mình chào người ta cái, có gì đâu tươi cười. Hãy tập cho chúng ta những cái nho nhỏ đi. Khi tới nhà người ta, nhiều khi ngồi ăn uống này kia, người ta đem đồ ra, khoảng đã ăn đã đứng dậy xách đít đi, có ghế cũng không xếp vào, cũng không biết là dọn dẹp mấy cái rác, mấy cái vỏ bánh đó. Tôi nói những cái điều nho nhỏ đó để mà thấy, nhiều khi chúng ta cứ tưởng là chúng ta là thánh lắm, chúng ta học những cái điều cao siêu không à, nhưng mà những điều mà thực tế nhất chúng ta không làm. Làm sao chúng ta tiếp cận và thuyết phục được người ngoại? Chúng ta là một thầy thuốc mà chúng ta không tận tâm yêu thương săn sóc bệnh nhân, mà chúng ta cứ ngày nào cũng gặp lôi đầu ra làm chứng về Chúa, ta có tin không? Trước tiên phải tận tụy với bệnh nhân, phải yêu thương, phải quan tâm hết lòng với bệnh nhân cái đã, sau đó mới có thể nói về Chúa với họ. Nếu không thì họ chỉ hiểu lầm vì nghe một cái Chúa nào đó, Chúa đời này, rồi họ nhẹ dạ chạy theo, mà chỉ là Chúa đời này không? Chứ không phải Chúa của Kinh Thánh bày tỏ cho chúng ta đó. Như vậy thì chúng ta hãy chuẩn bị sửa soạn cái đời sống của mình, và cái điều cơ bản là một cuộc sống công chính, công chính và thánh khiết. Một đời sống tiên kính là chúng ta luôn luôn đầu phục Chúa, vâng theo Chúa, làm theo những cái gì Chúa dạy dỗ, kính thờ Chúa, đặt Chúa lên trên hết mọi sự. Thì tôi tin chắc rằng một đời sống như vậy chúng ta sẽ được ơn ở trước mặt nhiều người. Chứ đừng nói vì mình theo Chúa rồi thế gian này nó chống mình đi đâu nó cũng ghét. Hãy coi lại mình nữa, coi chừng á, coi chừng chúng ta hiểu lầm á. Cũng như một cô nó gọi đến ông linh mục, cô xin tội, lại cha ơi, cho xin cha cầu nguyện rồi cho con được xưng cái tội này. Nó tội gì vậy con? Con bị tội kiêu ngạo. Bị tội kiêu ngạo. Ông cha ông mới nói, ủa chứ con làm cái gì mà con biết rằng con kiêu ngạo? Dạ mỗi lần con đi vô trong nhà thờ thì lúc nào con cũng thấy con đẹp hơn mọi người à. Ông cha ông cười, ông nói cái đó không phải tội đâu con, cái đó là tại con hiểu lầm á. Cho nên cái vấn đề là chúng ta hãy sửa soạn, chuẩn bị cái đời sống của chúng ta, vì chính Kinh Thánh cũng dạy chúng ta là chính lời Chúa huấn luyện chúng ta ở trong sự công, trong sự công chính, để rồi chúng ta bắt đầu đi ra và thi hành đại mạng lệnh của Chúa, mà chúng ta sẽ bước đi ở trong sự thành công. Chúng ta được cái sự đồng công của Đức Thánh Linh vì chúng ta đã làm đúng theo ý muốn của Ngài. Cho nên trong Kinh Thánh nói rằng khi mà chúng ta sẵn sàng làm theo đại mạng lệnh của Chúa, Chúa bảo là phải đi khắp nơi để rao giảng tin lành cho mọi người. Ai tin thì được cứu, ai tin và chịu báp têm thì được cứu, ai không tin thì bị kết án, điều đó đã rõ ràng. Cho nên thứ nhất là chúng ta cần phải biết là thời gian này là thời gian chúng ta khẩn trương chuẩn bị sửa soạn đời sống để chúng ta sẵn sàng đi ra thi hành đại mạng lệnh của Chúa, và đó là cách mà chúng ta tôn thờ Chúa một cách chính đáng nhất đó. Và chúng ta tin rằng khi chúng ta bước ra thì như lời của Chúa nói ở trong Mát đoạn 16 câu 20, khi các môn đồ đi ra và giảng tin lành thì Thánh Linh đồng làm việc, cùng làm việc với họ, gặp theo các dấu kỳ phép lạ mà làm cho vững đạo, mà xác chứng rằng chính lời Chúa là lời chân thật đó. Như vậy thì cái cuối cùng chúng ta biết là chúng ta phải làm tất cả những điều cần thiết để rồi cuối cùng chúng ta sẽ cùng nhau hiệp với nhau đi ra và rao giảng tin lành cho Chúa ở trong những ngày cuối cùng. Vì Chúa nói là khi nào tin lành được rao giảng ra khắp đất thì sự cuối cùng sẽ đến. Xin Chúa ban phước và ban năng lực cho tất cả chúng ta có tinh thần mềm mại nghe và làm theo lời của Chúa. Amen. Yeah.